Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anh Trai Say Hi. Boncha, VO Long đào mới, ngon, đào mong. Bận tiền làm chi, chẳng muốn anh phải rời đi, chẳng muốn tam quan em mơ mịt vì tiếng yêu là thuốc mê muội. Muộn phiền này chỉ đem ký ức bao đêm dần tối đen, bao thói quen thật tồi tệ thầm thì. Đôi chân lang thang định đi về đâu, bao nhiêu mộng mơ của em từ nay về sau giờ như chìm sâu. Từ từ một chút cho con tim chút tĩnh tâm được không? Dạ vậy từ từ một phút anh bốc cho em chút niềm tin vượt sông. Quét cho anh lướt anh như thân đen cho em điều ước yeah. Nhắm mắt em lại ngay và cắp đôi tay đưa ra mong nguyện cầu xin đưa ra lại với đôi câu nhiệm màu sớm mà trên môi chỉ còn là câu chuyện sâu. Muộn phiền làm chi, ai khiến em làm hàng mi, ai khiến tan qua em mờ mịt vì tình yêu là thuốc mê muội. Muộn phiền này chỉ đem ký bao đêm dần tối đen, bao thói quen thôi tôi tệ thầm thì thế đêm này cứ đi chần chờ làm chi, cứ để anh ta rời đi, cứ để anh ta ôm mộng mị và những đêm sâu vắng không nhà. Chần chờ làm chi em mây kéo cơn mưa đầy lối quen kia kia sau tôi tan mang hoang thế nên hay let it go. Usco Joiro let it go. Usco Joiro let it go. Hãy để ta đi, hãy để ta đi. Thôi em lấy đi, cứ mang hết đi mà thăm sân si, cứ mang hết đi à. Nếu anh thích yêu không thích phiền, làm ơn đi xa xa. Nếu anh muốn yêu để biết điều. La hai ta khác nhau, hai ta chẳng thể nhìn về một hướng, chẳng thể đi chung một con đường. Chỉ muốn khi yêu ta hãy xem những câu ca biển tan theo máy bay 1, 2, 3 ratata. Phải làm chi, ai khiến em lem hàng mi, ai khiến tâm quan em mờ mịt vì tình yêu là thuốc mê muội. Muộn phiền này chỉ đêm ký bao đêm dần tối đen, bao thói quen thật tồi tệ thầm thì thế nên hãy cứ đi. Chần chờ làm chi, cứ để anh ta rời đi, cứ để anh ta ôm mộng mị và những đêm sâu vắng không nhà. Chần chờ làm chi em mới kéo cơn mưa đầy lối quen, ký ức kia sao tôi tan mang hoang thế nên hãy let it go. Usco Joiro Usco Joiro let it go. Hãy để ta đi, hãy để ta đi. Đừng phi ngàn sắc trời ban tặng cho em nào, gạt đi mọi thứ bùa vây tâm trí của em hãy thoát ra nào. Lệch đi mọi thứ trong quỹ đạo yêu vậy nên chẳng còn ai cần. Chuyện tình trai sẵn, mình sai lầm. Make it my way. lẹt luôn đấy. Vâng, và một phần trình diễn thật ấn tượng vào trong đây nào diện cho Cứ Để Anh Ta Rời Đi. Thưa quý vị, Song Luân, Lou Hoàng, Bảo Anh, Quang Hùng MasterD và Dương Domic. Đây là Hàn Quốc luôn. Thật sự là nghẹt thở. Đây đúng là những gì mà các producer cần phải bắt tay nhau, đúng là nghĩa là chơi âm nhạc. Chúng ta mang một phong cách âm nhạc rất là đương đại, thời thượng, cập nhật xu hướng thế giới. Nó như là một cái bài nặng ký. Cái bài này không biết mình nói có bị quá hay không, nhưng mà anh nghĩ nhá, không những chỉ là hit trong nước đâu mà ở nước ngoài nhiều khi người ta nghe, người ta cảm thấy là đúng rồi anh. Và cái câu Usko Churido nó là tiếng Ấn Độ. Đấy, that's right. Anh thấy là nó rất là mang cái tinh thần của Bollywood và yeah, phải công nhận nể những producer này. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho tiết mục này. Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh. Cho anh biết một chút về cách tụi em làm nhạc đi. Ai là người đưa ra concept rồi ý tưởng, rồi mình làm beat như thế nào với nhau? Đầu tiên thì chơi xin phép được shout out cho đội trưởng Dương Domic đã khiến cho tiết mục này thực sự cho nó một tiết mục performance đúng nghĩa của một nhóm nhạc, khi mà đã đặt để các anh em của những phân đoạn vô cùng hợp lý. Và bên cạnh đó thì Lu và Hùng cũng đã được thỏa mãn ngòi bút của mình. Yeah right bro. Yeah, thank you again. Cái nhạc này là hình như mang hơi hướng Quang Hùng đúng không? Thực ra là bố em cũng biết ạ. Yeah. Anh Thành ơi, nó có một cái rất là match ấy. Tại vì là em cũng là một người theo dõi âm nhạc của chị Bảo Anh từ lâu. Em cũng biết chị ấy có một vài bài hát nó cũng vang hơi hướng của Trung Đông và Latin. Thế là khi bọn em nhận được demo này, bọn em bảo là ok, anh em mình đều thống nhất được một cái concept rồi. Bây giờ mình sẽ chơi, mình cố gắng làm sao để mang một cái bài hát tốt nhất để gửi đến tất cả mọi người. Bình thường là anh trai Song Luân là anh cũng viết rap rồi, anh làm đồ dữ lắm, mà thêm bữa nay là anh hiền hậu, anh tập trung nhảy thôi đúng không? Dạ, thật ra thì em cũng có viết chung với mọi người. Dạ. Anh Song Luân cái đoạn rất là đặc biệt. Lần đầu tiên em làm việc với anh Song Luân và em thấy đây là một idol rất là tài năng. Một tràng vỗ tay cho anh Sinh của chúng ta. Mặc dù là một trong những anh trai tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng mà anh ta vẫn rất là trẻ trung và cập nhật ạ. Anh Thành ơi, anh Sinh kiểu lăn xả lắm. Anh ấy cầm đồ sang nhà em ngủ để làm nhạc luôn mà. Dạ, nhà rất là máu lửa. Nhưng mà phải công nhận là cái team này làm việc, mình nhìn vô mình thấy đầu tiên là họ không có mang cái tinh thần thi đấu nhiều mà chơi. Giống như là ôi tôi làm được cái âm nhạc, tôi gặp được đúng anh em rồi đó, tôi phải làm cái tôi đang làm thôi, và tôi đang thích thú với cái điều này. Họ đang enjoy cái tiết mục này, đồng ý không các bạn? Bảo Anh, khi mà em có được một cái tiết mục mình gọi là cái âm nhạc rất là thú vị đi, trong một cái bảng đấu như vậy thì em là khách mời thì em cảm thấy như thế nào? Em thấy là mình may mắn khi mà ở trong cái team này, tại vì mấy anh em làm hết trơn rồi, đặt đâu mình ngồi đó. Nhưng mà mình cũng thấy sướng là bởi vì là mọi người cũng có tìm hiểu cái màu sắc giọng của em, rồi những cái sản phẩm trước của em, cho nên là em được làm cái thứ mà em rất là thấy thoải mái trên sân khấu. Anh nghĩ nhiệm vụ của em là chỉ cần đẹp và hát hay và nhảy đẹp, còn lại thế giới để các anh lo, ok. Hôm nay ngồi ở bên dưới mình thấy là có Philly Ness. Họ là những nhóm tác giả đã viết ra rất là nhiều ca khúc để tham gia cho chương trình Anh Trai Say Hi. Hôm nay chúng ta gặp tác giả của bài hát này. Xin chào tụi em. Tụi em có thể giới thiệu một chút để khán giả biết mình thêm một chút đúng không? Xin chào khán giả của Anh Trai Say Hi. Mình sẽ tự giới thiệu, mình là August, là nhạc sĩ đến từ Philly Ness. Hello anh. Hôm nay ngồi bên dưới xem lại bài hát của mình đã viết thì em thấy cái sự thay đổi của các anh trai làm cho cái bài hát này có cái áo mới, em có thích không? Ra là không chỉ bài hát này đâu mà cả những bài hát trước nó đều nằm ngoài kỳ vọng của em luôn. Riêng ca khúc này là em rất là bất ngờ vì sân khấu quá nhiều người và mọi người diễn quá sung luôn. Cảm ơn mọi người làm một bài hát này nó hay hơn như vậy ạ. Yeah, cảm ơn em rất nhiều. Và chúng ta cũng shout out to Philly Ness. Yeah. Cảm ơn tụi em. Yeah. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anh Trai Say Hi. Boncha VieON long đào mới, ngon đào mong. Anh Trai Say Hi 20 giờ thứ Bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí VieON.